Đây nè mấy chế ơi, thấy cái nách của em tiền đúng không? Đem tiền sức cho mọi người xem nha. Đi đâu cũng không quên được cái lọ cái kem của em tiền hết trơn á. Và em tiền nói luôn nha, em tiền rất là tự tin khi đem cái hũ này xem đi theo á. Nó bị ghiền, tại vì với cái thời tiết nóng này là em tiền rất là sợ là mình đổ mồ hôi nè, rồi bắt đầu cái da của mình cái bắt đầu nó nhớt ra, rồi nó hôi, rồi nó thâm nữa. Mà cái combo mà dưỡng trắng nha, chiết xuất chanh mật ong nè, gọi là xăm thiên nhiên không à. Đây là một trong những sản phẩm mà em tiền đi đâu cũng mang theo hết trơn á. Sức bị ghiền mấy bà tin không? Đối với phụ nữ mình mà cái nách mà thâm lên một cái là tự ti vô cùng nè mấy bà, nhìn nè nó trắng sáng nha. Em nói với chị nào mà thâm nách nè, đối với hôi nách nè, mẹ bỉm sữa nè, mẹ bầu nè, mới xanh xong nè, sau xanh nè, nên xài nha mấy bà nha. Đây là cái combo mà em tiền tâm đắc dữ lắm luôn á. Combo khử thâm nè, khử mùi hôi nách nè. Và đối với những chị nào mà lông nách nhiều á, thì đây là cái tiếp triệt lông lạnh, là một trong những sản phẩm mà em tiền cảm thấy là yêu dữ lắm, yêu luôn. Phụ nữ ai cũng xài hết trơn, không chỉ riêng nữ nha, mà nam cảm thấy là mình tự ti vùng nào đó mình cần xử lý thì xử lý được luôn nha. Còn em tiền cảm thấy cái mùi thơm của nó giúp cho em tiền đấy the mát thoải mái làm sao luôn á. Hôm nay thời tiết nóng dữ lắm nha mấy bà, 38-39 độ luôn á. Bà nào mà hay bị đổ mồ hôi với lại da nách của mình thâm á thì đừng bỏ qua cái clip của em tiền nha. Trời ơi, phụ nữ là mình phải biết chăm sóc bản thân của mình chứ trời, chứ để mình khi ngồi gần người ta mình phát hiện mình có mùi là chết luôn á nha. Đi đâu cũng không quên đem theo em nó nè, combo nhỏ gọn tiện lợi, dễ bỏ vô túi nhất luôn nha cả nhà nha.